Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em sẽ review lại đống na đây. Hiện tại em còn có 3 cặp cuối cùng. Và em cũng xin chia sẻ luôn với các bác này, hiện tại em đang có 2 tin buồn, 1 tin vui. Đấy. 2 tin buồn, 1 tin vui, bây giờ báo tin vui trước nhá. Tin vui là dành cho những anh em mà không ưa thích, tức là không ưa thích cửa hàng bên em. Tức là cũng bán hàng này, nhưng mà không thích cửa hàng bên em. Thì đây là tin vui cho các bác, nô này em lỗ nặng. Nô này lỗ nặng. Và thông báo tin buồn đầu tiên đó chính là nô này về là Trung Quốc họ báo hàng là có đủ hàng rồi nha, thiếu là sẽ trừ tiền. Đấy, thiếu là sẽ trừ tiền. Báo đủ hàng. Đây bây giờ em sẽ báo tin buồn cho các bác là báo đủ hàng thôi, nhưng mà về sống chết mà mặc kệ. Thì nô này em dính là 8 cụ bát. Như nô trước em dầu lại cho các bác là bát zin, bát ngon. Xong là những cái bát nó bị lỗi hay là nó bị sổ côn gì đấy là nô này đây. Đấy, nó nằm trong đống này. Và thông báo các bác là thay côn bát và tép dính 4 quả nha. Tép này thì bị dính 4 quả là cái côn của nó có con thì hơi hơi ám, có con thì hơi hơi ám côn thôi. Còn có con thì côn đẹp long lanh, nó chỉ bung cái vết hàn đây, hàn cái là được ngay. Và đánh mắc bệnh cũng không bị lại nữa. Gọi là đánh lâu lắm mà có nhiều nời vào lắm thì nó mới bị nữa thôi. Đấy. Tin buồn thì thông báo với các bác là nô này em bị thiệt hại hơi bị nhiều, tổng cộng là gần 3 triệu. Nếu mà tính tiền sơn nữa thì thôi, nô này là em cứ tính là 250 một chiếc bát, thay côn xịn, côn dây dẹt, được chưa? 250 một chiếc bát, côn dây dẹt. Còn cái côn tép này thì mua mới có đầy, bởi vì côn tép này dây đồng. Đấy. Chỉ có vào gần 200 một chiếc thôi, bọn em nhập buôn. Đấy. Thì tổng cộng tính lên nó khoảng tầm 2,8 triệu, là 8 chiếc bát 2 năm này là phải thay côn. Đấy, còn một cái nó bị rách màng nữa cơ, em còn không được tính. Còn một cái em vẫn ở dưới thành phố đã mang về đâu, nó bị rách màng thì là coi như là lô này là vào hơn 3 triệu rồi. Hơn 3 triệu thiệt hại, lô này thiệt hại hơi nặng nề luôn. Đấy, cái rách màng thì con lại sống, nhưng mà thay màng cũng hơn 200.000 rồi, mảng xịn. Thế nô này thì thông báo với các bác tin buồn tiếp theo đó chính là không còn đẩy đồng bộ để mà đánh nữa. Cũng không phải tin buồn lắm. Tin buồn tiếp theo thì phải nói đúng ra là bây giờ không còn đẩy đồng bộ đánh, mà các bác chơi là tốn công suất. Bởi vì loa này em đang chơi theo kiểu là chiêu quay, tức là bát là đánh cộng 1-1, tép là cộng 2-2, được chưa? Đấy, tất cả loa đây nhá, em mang về nó đã được đo và cân đo đong đếm, tức là con nào không đạt cái là vứt lại cho thợ người ta làm lại. Và ông làm thế này không được, ông làm lại tôi cái đo nó hụt tiếng. Thường thường là những cái loa này nó nên được hơn 2 kHz, nhưng nhiều con nó đo được có 1,8 kHz là thôi lại quăng lại thợ, sợ đi lại. Đấy, chi phí là thợ người ta phải lo, bởi vì bên em làm theo tiêu chuẩn. Những cái dòng a dây này tiếng lời của nó siêu nét nhé. Bát 25. Đấy, neo bi, neo cục, côn 65. Đấy, tép 750. Côn 74. Ừ. Và bây giờ em sẽ báo giá cho các bác nhá. Hiện tại bây giờ còn 3 cặp, nếu bác nào lấy nốt thì lấy nhá. 3 cặp là 40 triệu. Nên là nô này là không có lãi. Tính ra là không có lãi đâu, bởi vì là riêng cái tiền sơn lại thùng thôi đã nanh quanh là vào gần 1 triệu rồi. Đấy, không có lãi. Nô này hiện tại đến thời điểm hiện tại bây giờ đây, đống này ở sân này là không có lãi, bán coi như là hòa vốn là ăn may lắm rồi. Còn nếu không là lỗ đấy, các bác không phải chuyện đùa đâu. Nhiều các bác tưởng là dai này, bởi vì thứ nhất là giá em về em cộng chỉ được tí thôi trên một đôi, mà giao thợ thế mà giao nẻ thế. Nô này anh em thợ nào đấy nhá, hay là tức là nói nôm na là giá là 40 triệu 3 cặp là giá tại cửa hàng và không có phân tần. Loa này chưa quay nhá, đánh chưa quay nó tiếng sẽ hay hơn. Nên là các bác nào ở đấy thì alo trước cho em. Đấy. Em sẽ set up lên để mời các bác đến nghe thử. Đấy. Hiện tại nhà cũng hết đẩy đến nơi rồi. Có mấy con đẩy xanh xanh, sao nhiều các bác thích đẩy xanh đấy, hết cái loa NS màu xanh. Xong lại đến mấy con đẩy màu xanh, xong lại mấy cái con vang 8.800 màu xanh nữa. Ôi sao mấy cái gì xanh xanh các bác mua nhanh thế. Em còn 2 chiếc monster block. Một con 6 triệu, một con 6 triệu rưỡi thành lý nốt cho các bác hai con đẩy ấy. Đấy. Vang đi em còn mấy con đây. Đấy. Thì nói chung là nô này là không có lãi, nô này là nỗ cái tiền công này. Đáng nhẽ như là về nó bị dính một vài con bát thôi, hay là một hai con tép thôi,
thì còn lấy con nọ bù sang con kia. Đấy, thì còn con gọi là có nãi tí, trên nô này em nói thật ra là không được nãi nghìn nào. Chứ chưa muốn nói đến là cái tiền nỗ cái công nào vệ sinh sơn sửa lại thùng. Thùng này thì cũng chả có gì đâu, nó không có nứt niếc gì cả, không có tí nào của nó nứt niếc gì cả. Đấy, thùng chỉ có vệ sinh lại thôi. Chờ cái nô bát này thợ người ta làm lâu quá nên là có dám đăng video đâu. Đây các bác xem, lưới đây còn chưa thêm sơn này, lưới này còn chưa thêm vệ sinh này. À, CIF Technology in Germany này. Đấy. Nói chung là nô này là không bôi tí nào. Các bác nào mà có ghét thì cũng ghét thêm nhá. Các bác nào đã ghét bên em rồi thì đây là tin vui cho các bác. Còn các bác nào mà vẫn yêu thích, rồi anh ủng hộ chú bộ dây. Đấy. Thì đây, họng kèn đây nhá. Chốt dây đằng trước em có chưa nắp vào thùng này. Đây là họng kèn này, chưa vệ sinh này. Thấy chưa? Họng kèn chưa vệ sinh. Đấy, đã vệ sinh gì đâu. Rất nhiều việc. Công việc của em nó chồng chéo lên nhau nhiều quá. Đấy, ví dụ thì nó sẽ vào nó như này. Là các bác về chỉ có việc đấy, đánh lên là xong thôi. Họng mở con này là 100 độ nha. 100 độ sang hai bên và lên trên xuống dưới là có 10 độ thôi. Đấy. Thì các bác là quan tâm đến hệ thống nai dây này thì ủng hộ em cái. Chứ em bây giờ em khủng hoảng tinh thần này. Nhiều việc chồng chéo lên nhau, giờ khủng hoảng tinh thần. Em quay ké cho các bác xem nhá. Hiện tại em đang có rất nhiều như là súp đơ 50 này, PS10 này. Đấy, loa TB thì em để trong nhà nhá. Bộ tech này mới về này. Nô này cũng bị chết đòn nữa. Tech nó cũng bị ăn đòn nữa. Chết rồi. Không kể nữa. Em còn đôi nắc. Đấy. Và xúc kép thì đây vẫn còn còn một chiếc xúc kép này, ngày mai người kia sẽ review và thành lý nốt cho các bác. Đấy, bây giờ em sẽ là xả gần như xả hết à. Có những cái gì nào chậm cái là xả bằng hết. Đấy, các bác nào thích cái gì liên hệ trực tiếp với em. Đầu tháng đi xả hàng được chưa? Thì cũng gọi là đầu tháng luôn. Nô ngày hôm nay em xả là 40 triệu. Là không được tí nào. Đấy, không được tí gọi là cái tiền nãi nữa đâu. Bán xong là đủ giá hết nô. Hết cái tiền gốc cộng với cái tiền sửa lại loa. Đấy, còn các bác nào kêu là loa sửa rồi anh không mua nhé, các bác thông cảm. Các bác cứ tư duy thế đi. Côn, em đặt côn xịn tận 250 một chiếc côn. Đấy là công thợ người ta chắc được 20-30. Đấy, mà làm phát 8 chiếc bát. Đấy. 2 triệu tiền loa sửa lại. Ôi giời ơi. Các bác ơi, nhọc lắm. Thiệt hại to, nô này nỗ to, nỗ vỡ mặt luôn. Đấy, giá trên coi như là thành lý mà. Chứ không được nãi nghìn nào. Bởi vì nãi nghìn nào là béo là ông thợ sửa là một này. Ông Trung Quốc bán hàng cho ông Việt Nam bán hàng cho ông Việt Nam nữa là hai này. Còn như cửa hàng em nô này là không có nãi bởi vì báo giá quá thấp. Bây giờ ông trước nhớ báo các bác 3 cặp là 40 triệu thì bây giờ là 3 cặp là 45 triệu em mới có nãi thì các bác mua cái gì đúng không? Thôi, Việt Nam nói làm. Nói một lần không nói lần thứ hai. Đấy. Cửa hàng em thì đến đây là kết thúc. Cũng sợ a dày bãi mà chơi theo kiểu như thế này lắm rồi. Nó dí cho cái nô nát như này là giá hơi. Ok, để các bác nào quan tâm đến bộ dây này thì hẹn trực tiếp với em nhé. Em sẽ hẹn các bác trong clip test lần sau. Em sẽ test đồng bộ, đó là 3 cặp dây, 1 cặp xúc kép. Đánh thử mắc pin ngoài trời. Đấy. Cũng sẽ hẹn các bác một ngày đẹp trời nào đó thì sẽ bế hết loa ra. Đánh thử ngoài trời cho các bác xem. Chứ mà đẻ sân này nhìn này, xoan ruột lắm. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau nha. We'll be right back.